Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình nha. Là một ngày mới, siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình ngày mới luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống của nhà mình ha. Đó là cái điều mà siêu nhân mong muốn nhất, thì siêu nhân cũng nghĩ là cả nhà mình cũng mong muốn như siêu nhân cả nhà ha. Thì hôm nay siêu nhân chở bé Lết và bé Nai xuống gửi cho trạm bạn thì theo như cái lời nói của siêu nhân hôm qua. Rồi là siêu nhân đến ở đây là có thêm là chở xuống là 300 kg gạo của mạnh thường quân nào, và của mạnh thường quân nào là ủng hộ vô cho là bạn thì như thế nào, thì chút xíu nữa siêu nhân sẽ nói cho cả nhà mình nghe. Rồi siêu nhân là giờ chở tới là hiện giờ là bao 50 kg, 3 bao trên xe siêu nhân ha. Siêu nhân chở thêm 150 kg nữa là 300 kg, và cái này là của hai mạnh thường quân gửi cho trạm bạn thì rất là lâu rồi các nhà mình ha, hôm nay siêu nhân mới đi được. Còn cái việc mà gửi bé Nai với bé Lết xuống cho bạn thì là giang tay đón phụ nuôi phụ với siêu nhân đó, chia sẻ cái cực khổ ra với siêu nhân, thì siêu nhân vẫn gửi vẫn gửi cho bạn thì 10 triệu. Cái đó là cái như là tấm lòng của siêu nhân ủng hộ là cho bạn thì nha ha. Cái nào ra cái đó đàng hoàng, chút xíu nữa siêu nhân sẽ nói rõ với cả nhà mình nghe là cái phần tiền nào của ai mạnh thường quân nào như thế nào nha. Và mời cả nhà mình là đồng hành với mình xuống 300 kg gạo, 150 kg gạo này, rồi chở thêm 150 kg gạo nữa cho bạn thì nha ha. Rồi 150 kg gạo 3 bao của cả nhà mình chở tới cho bạn thì nữa, đủ cả nhà mình ha. Là mình chở được 300 kg ha. Rồi để mình để xuống gạo xuống, rồi mình sẽ nói tên các mạnh thường quân mình ủng hộ vô cho trạm thì mình là ai nha. Cả nhà mình chờ mình xíu. Đó, thì cả nhà mình nhìn đi. Thôi. Các bé tròn trịa mập sạch sẽ như vậy thì mình chọn điểm đến cho bé Lết bé Nai. Mình chọn một cái điểm đến cho bé Lết bé Nai là như mình nhìn vô các bé cả nhà, ví dụ như giống như bé Liệt nè, đó. Rồi bé nào cũng mập mẹp, mập tròn trịa hết. Đó cả nhà mình thấy, đâm ra là mình chọn cái điểm đến cho bé Nai là như vậy nha cả nhà mình nha. Mình sẽ nói với bạn thì cho bé Lết với bé Nai mình ở trong cái khuôn này nè, để có gạch men nè, ở đây cũng có bé Liệt nè, cả nhà thấy không, nó rất là sạch sẽ, rồi để cho cái cuộc sống của bé Lết bé Nai ở đây. Mình sẽ theo dõi bé Lết bé Nai rất là thường, đi lên đi xuống thường luôn bé Lết với bé Nai cả nhà nha. Hôm nay bạn thầy mới làm thêm một cái rào trắng này nữa để nhân ra nè, nhân ra đó. Sở dĩ là mình nói là mình chọn cái trạm bạn thì là như vậy cả nhà ha. Cái thứ nhất là gần với cái mình, cái thứ hai nữa là mình thấy là ở đây là có sân gạch men cũng thích hợp với các bé, cái thứ ba nữa bạn thì không quá đông các bé đó, mà hơn nữa là hai vợ chồng bạn thì cùng chăm các bé chứ không phải là đơn chiếc, giống như có nhiều trạm rất là đơn chiếc là có một người chăm thôi, có một người mà chăm lo các bé, lo trạm các bé rồi sợ lo không nổi. Nhưng mà ở đây là được hai vợ chồng bạn thì và một người con nữa của bạn thì đều chăm các bé, thì đây cũng giống như là một cái gia đình của các bé, vì chỗ đó mình mới chọn điểm đến cho bé Lết cái này hết cái nhà ha. Ở nhà coi nè, ấu ù luôn à. Bóp cái nút đó, bóp cái nút ngay cửa, cái nút ngay cửa. Ở đây là bạn thì nè cả nhà mình ha. Anh cho em gửi hai bé nha, chăm sóc đặc biệt giùm anh hai bé ha. Không cắn bà cắn luôn, không cắn đâu. Rồi vô đây không cắn đâu. Không cắn mà. Lết ơi, Lết nè. Bé Lết là bé màu vàng, còn bé nâu nâu là bé Nai. Lết ơi. Trời ơi mấy anh này anh làm mình rung hết cái máy. Lết ơi. Hả? Không có đâu. Cá mình đem xuống luôn kìa. Ăn cá. Ăn cá hồi. Cá hồi với bò. Rồi đây bé Nai của nhà mình ha. Rồi xuống đây là con bò trong đây nha con không? Nha không con? Ba sẽ xuống thăm con thường xuyên luôn nha không? Lết ơi. Đây con.
À, đây 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 đây, còn ướt quá nó trơn hả con? À, con cứ dậy không mà sao ba quay phim? Nó dậy không nè cả nhà mình. À, còn ở đây nha, hai đứa ở đây chơi nha, ba sẽ thăm cho con thường xuyên luôn, hiểu không? Hiểu không con? À, thăm lớp với Nai thường xuyên luôn. Nai ơi, Nai ơi, đây là Nai nè, cả nhà mình theo lớp nè, theo mình nè. Rồi cả nhà mình yên lòng, mình sẽ nói với bạn thì chăm sóc hai bé đặc biệt. Riêng hai em ráng chăm sóc đặc biệt giùm anh cho hai đứa. Bé này nè, bé này là chuẩn bị đi Mỹ nè. Bé này là chuẩn bị đi Mỹ luôn nè. Thì đó là chừng nào mà anh cũng nói trước, thì chừng nào mà ba mẹ của bé làm thủ tục xong hết rồi đón bé đi thì em cho đón bé đi đi Mỹ ha, bé này ha. Bé này cũng phải cũng thương luôn, nói chung là bé nào cũng chăm sóc hết á, cũng thương hết. À, nhưng mà bé này là đang làm thủ tục đi Mỹ nha. Bé này bé kia là bé lết, còn bé này là bé Nai. Nai là Nai. Còn đây là bé gấu. Còn đây là Cần Anh. Đó, Cần Anh đây. Con ơi, lại phải nói nghe nè, bà thảm cứu con nhớ không? Trời ơi con nè. Đây con. Đó, bà biểu rồi. Đó, biểu, nè, thử đi. Chạy mình, biểu con. Dạ, đây là bài các con của anh siêu nhân gửi. Hôm nay tụi con lớn được như vậy rồi, cô chú ơi. Đó, anh siêu nhân không sợ chó mẹ cắn không dám vô. Mà con chó mẹ nói chung bây giờ nó ngoan rồi. Hồi đầu nó cũng cắn thì á, nhưng mà bây giờ nó ngoan rồi, nó biết nghe lời rồi. Đó, tung tăng. Mẹ nó ăn phải nhốt vô á. Chứ không hả, mẹ nó cứ đánh tụi nó hoài à. Đó, con kỳ quá, con kỳ quá. Lết ai? Nghiệp con quá à. Giờ ba biết làm sao giờ ha? Ba không biết làm sao nữa. Mấy bữa ba lên ba đón về chơi ha. Mấy ngày ba lên đón về chơi, nghe không? Nay ơi, ráng nha con. Mấy ngày ba lên ba đón hai đứa về chơi vậy ha. Vậy là cái ba đưa tụi con về chơi xong rồi ba đưa lên lại vậy nha. Ở đây là sân của các bé ở đây chơi, tính ra còn rộng rãi hơn nhà mình nữa cả nhà mình ha. Tụi tính ra các bé chơi ở đây thoải mái hơn đó, các bé ở đây là hiền không á. Rộng rãi hơn nhà mình, chơi đùa hơn, có chỗ chơi. Gấu ơi đây là đồng bọn. Đây cũng liệt nữa nè, hiền không à, mấy đứa hiền ở chung được. Gấu đồng bọn con là đứa nào, vợ con hay chồng con hả? Thằng Quân là vợ con hay chồng con? Thường quá trời mèo luôn ở nhà mình. Sao vậy con? Ừ. Rồi, con chết ngược bự. Sao
Rồi hôm nay là mình đem cái miếng thịt ở nhà lên nó bằng thì luộc cho các bé cả nhà ha. Con mới con đâu nè. Này của con giỏi của con á. Wow, của con đâu rồi? Này của con. Nên là bé này là mình xin nói với nhà mình ha. Bé này là của một mạnh thường quân à. Để mình coi tên luôn ở nhà mình ha. Ê, anh Hoàng nhờ em đón nhận cô mang bé. Mình cảm ơn. Để coi. Hôm nay anh Hoàng có gửi cho anh đưa đến cho em là 200 đô để phụ với em là chăm lo cho các bé, lo giùm bé cho ảnh. Đâu rồi cái tên ảnh đâu rồi anh ta? Bé này là bây giờ mình xin nói cả nhà mình ha. Bé này là của một mạnh thường quân ở Mỹ mà. Gia đình bé thì ở Việt Nam, nhờ nói chung là hoàn cảnh gia đình á thì nói chung là có hơi có chuyện chút xíu, đâm ra là nhờ mình đó là gửi bé cho bạn Thùy. Thì mình đã gửi bé cho bạn Thùy cách đây được là khoảng hơn 2 tuần rồi cả nhà ha. Thì đây là bé này là con của nói chung là của anh Hoàng Ngọc Lễ. Mình xin nói cả nhà mình ha, đây là bé này lớn tuổi lắm rồi nha cả nhà mình nha, bé trai mà đã triệt sản rồi. Thì được bạn thì giang tay đón bé. Thì anh Hoàng là chủ nhân của bé ở Mỹ ha, tên là Hoàng Ngọc Lễ, gửi cho bạn Thùy 200 đô để nuôi bé. Rồi còn cái số gạo hôm nay á, là mình nói với nhà ha, của bạn Lan Quỳnh. Con chó trong nó ồn quá hả, ồn dữ à, sủa con nào á. Của bạn mình xin nói cả nhà mình cái số gạo ha, là được bạn Lan Quỳnh ở Mỹ hỗ trợ 100 đô và bạn Nguyệt Quế và bạn mẹ bạn Nguyệt Quế hỗ trợ là 100 đô nữa là 200 đô. Thì là mình mua 300 kg gạo xuống cho bạn Thùy, giống như là cả nhà bạn Lan Quỳnh và bạn Nguyệt Quế thì gửi cho mình đem xuống bạn Thùy rất là lâu rồi. Hôm nay là chắc cũng cỡ hơn 2 tuần rồi đó mà hôm nay mình mới đem đến. Thì là mình mua 300 kg gạo hết 3,9 triệu, còn lại bao nhiêu thì là mình sẽ giao lại cho bạn Thùy cái nhà mình ha. Thì 100 đô của bạn Lan Quỳnh và 100 đô của bạn Nguyệt Quế và mẹ bạn Nguyệt Quế là 200 đô, thì là được 100 đô bằng 2,3 triệu, 30 ngàn, là 200 đô bằng là 4,660 ngàn đó cả nhà ha. Mình đã mua hết 3,9 triệu tiền gạo, thì còn lại là 760 ngàn. Mình sẽ giao số tiền 760 ngàn đó cho bạn Thùy, và 200 đô của anh Hoàng gửi cho bạn Thùy chăm lo cho bé nè. Thì là mình sẽ đưa là 200 đô của anh Hoàng Ngọc Lễ này là giao lại cho bạn Thùy. Còn là bé lớp với lại bé nai mình á, hôm nay thì mình nói với cả nhà mình ha, thì giống như là ngày hôm qua siêu nhân đã nói thì là bạn Thùy dang rộng vòng tay phụ với mình là chia sẻ được như là cái cực khổ chăm lo cho bé lớp bé nai trong cái lúc mà mình đang gặp rất khó khăn. Thì mình xin ủng hộ vô cho bạn Thùy 10 triệu. Thì mình cũng nói với cả nhà mình vậy ha. Thật sự ra rất là nhiều, sau khi mà mình like cái clip ngày hôm qua lên, rất là nhiều cả nhà mình ủng hộ cho gia đình mình, giống như là ủng hộ cho bà xã mình là đi như là gửi lời chúc sức khỏe đến bà xã mình rất là nhiều. Mình cảm ơn cả nhà mình. Thì mình cũng xin nói thiệt với cả nhà, kênh của siêu nhân lúc nào cũng mở cửa đón cả nhà mình hết, là rất là mong muốn cả nhà mình là ủng hộ kênh của siêu nhân và cũng như là đồng hành cùng với siêu nhân. Nhưng mà cái đó là đồng hành cùng với siêu nhân cả nhà mình ha. Siêu nhân đã rất là cảm ơn, biết rất là cảm ơn cả nhà mình luôn. Nhưng mà siêu nhân cũng xin nói thiệt, hôm qua nay là siêu nhân lóc hết 6 người ha cả nhà ha, là có 6 mạnh thường quân là có 6 khán giả là không có đồng lòng là về cái việc mà siêu nhân đưa bé này bé lết đi. Thì cho rằng ý kiến rất là trái chiều, nhưng mà nói ra là thật sự là siêu nhân đã nói hết lời hết ý rồi, là mong rằng là thông cảm dùm cho gia đình siêu nhân, nhưng mà cũng không được cái sự là giống như là khoan hồng của
của khán giả trong 6 bàn đó. Siêu nhân thật sự mà nói, siêu nhân ngày hôm qua nay siêu nhân lóc hết 6 bàn. Thì mình cũng xin nói cả nhà mình ha, mình đã tâm sự hết ý rồi. Có bạn vô nói là không thương nữa thì thiếu gì cái ý kiến, coi như là thiếu gì cách nói. Thì mình cũng xin trả lời với bạn đó, mình lóc rồi chắc lẽ là bạn nó không thấy đâu. Mình cũng xin trả lời chung với cả nhà mình ha. Nếu như mà siêu nhân không thương bé Lết bé Nai, siêu nhân không có chọn giống như là đưa bé Lết bé Nai về trạm đâu. Siêu nhân ví dụ cũng có thể là dùng cái câu là hai bé bị bệnh rồi, chết rồi, thì siêu nhân khỏi tốn 10 triệu nữa. Mà siêu nhân cũng không có đưa về cho trạm nào mà chi cho nó, cả nhà mình vô là nói qua nói lại nữa. Nếu mà siêu nhân không thương, thấy cả nhà ha. Còn này siêu nhân chọn cho bé Lết bé Nai về máy ấm. Và đồng thời là siêu nhân cũng ủng hộ cái tinh thần của siêu nhân, cho như là bạn thì đã chia sẻ được cái gánh nặng thì siêu nhân ủng hộ 10 triệu. Thì cái đó là cái siêu nhân muốn nói, không phải là siêu nhân nhắc đi cái chuyện đó, nhưng mà siêu nhân muốn gửi đến cho những cái bạn mà nói cho mình biết ha, là cái đó là cái tấm lòng của siêu nhân thật sự là có. Hôm nay siêu nhân cũng xin nói thiệt với cả nhà mình ha, cửa nói về một cái cửa nhà siêu nhân hoặc là cái kênh của siêu nhân lúc nào cũng mở cửa đón cả nhà mình vô ủng hộ đồng hành cùng với siêu nhân rất là cảm ơn. Nhưng mà siêu nhân cũng mở cửa ra sẵn luôn, những bạn mà không có ủng hộ cùng với siêu nhân, không có đồng lòng cùng cái ý việc làm của siêu nhân á, đắn đo giống như là nghi ngờ siêu nhân ăn chặn ăn bớt hay là không thương các bé hay là giả tạo hay gì á, siêu nhân mở cửa xin mời. Cái đó siêu nhân nói thiệt, hôm nay siêu nhân lóc hết 6 bạn đó nhà ha. Đó là siêu nhân nói bằng cái tấm lòng, mong cả nhà mình cũng hiểu và thông cảm dùm cho siêu nhân rất là biết ơn và cảm ơn cả nhà mình. Nhưng mà đã đồng hành cùng với siêu nhân rồi á, thì thế giờ dù cả nhà mình nghĩ đi, mình nhà mình mở cửa đón chào quý khách vô cùng với mình mà vô và không đồng lòng với mình, không có đồng cảm dùm mình, không thông cảm dùm mình, ăn tối ngày cái gây lộn hoài thì siêu nhân cảm thấy nó không hay nữa, thì siêu nhân xin mời thôi. Cái đó là siêu nhân nói bằng cái tấm lòng và trái tim. Còn cả nhà mình mà vô yêu, cái như là vô ủng hộ dùm với siêu nhân, đồng hành cùng với siêu nhân, dù là một phút hay là một tháng, hai tháng vô một lần cũng được. Thì cái đó là siêu nhân rất là cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ha. Nhưng mà mình nói thiệt với cả nhà mình ha, bà xã mình hôm nay là đi khám bệnh rồi, có kết quả rất là nhiều, 3-4 bệnh vô một chỗ luôn. Có nghĩa là mổ bệnh này vừa xong rồi tới bệnh khác, bệnh này xong rồi tới bệnh khác nữa. Đồng thời là một người đang có bệnh lý sẵn, đang có bệnh nền sẵn, thì cái sức khỏe không thể nào giống như một người bình thường được. Đó là cái sự là siêu nhân lo lắng là hô là để mà sức khỏe mà sau khi mà mổ là về trong vòng 3 ngày như cái gia mình nói, mà để chăm lo các bé. Nếu mà mổ trong vòng 3 ngày về chăm lo được thì cái đó là niềm tốt, thì mình rất là mừng luôn cả nhà ha. Nhưng mà sợ là cái điều đó không được, tại vì sức khỏe của bà xã mình là không phải là một sức khỏe giống như là một người bình thường, mà đã có bệnh lý sẵn, đã có bệnh nền sẵn. Rồi như vậy cho anh gửi cái này nói chuyện cho lớn cái, cầm này nói chuyện lớn cái. Thì mình xin nói với cả nhà ha, mình cái này, những cái phần này mình trao là những cái ý của Mạnh Thường Quân là tự gửi cho bạn Thùy, chứ là không phải là ý riêng của siêu nhân tự giải quyết được cả nhà ha. Thì cái bé đây bé này đây cả nhà ha. Đứa nào á? Bé này là con của, nói chung là con là một đứa con của anh Hoàng Ngọc Lễ ở Mỹ gửi. Dạ, đây mẹ coi. Gửi cho bạn Thùy, thì được anh Hoàng Ngọc Lễ này là ở Mỹ gửi cho bạn Thùy là 200 đô là phụ cho bạn Thùy là nuôi các bé ha. Rồi đây là số 200 đô của anh Hoàng Ngọc Lễ gửi cho. Dạ, em cảm ơn anh Hoàng ủng hộ trạm em. Rồi bước thứ hai nữa thì bây giờ là bạn Lan Quỳnh ở Mỹ và bạn Nguyệt Quế và mẹ bạn Nguyệt Quế, bạn Lan Quỳnh ở Mỹ gửi về cho mình đưa cho Thùy là 100 đô, và bạn Nguyệt Quế và bạn mẹ bạn Nguyệt Quế cũng gửi về 100 đô nữa là 200 đô. Nhưng mà 200 đô này là rất là lâu, giống như là gửi phụ với em cho các bé uống thuốc. Nhưng mà sau khi tụi nó đã được Mạnh Thường Quân khác hỗ trợ uống thuốc rồi, thì là hai Mạnh Thường Quân này là kêu anh là sẽ mua gạo cho các bé. Thì bây giờ 200 đô là bằng 100 đô là 2.315.000. 200 đô là bằng là 4.600.
60.000 đi. 60.000. 30.000, 15 là 30.000, 30.000. Thì mình mua hết là 300 kg gạo là bằng hết 3.9 triệu, còn lại là 730.000 ha. Đây, 730.000 là cái này là của bạn Lan Quỳnh ở Mỹ và bạn Nguyệt Quế và mẹ bạn Nguyệt Quế, mỗi một người 100 đô ha. Em cảm ơn chị Lan Quỳnh và Nguyệt Quế và mẹ của bạn Nguyệt Quế đã giúp đỡ cho em, cho tụi nhỏ. Đó là 200 đô đó riêng ha. Còn cái này thì mình sẽ nói cả nhà mình vậy ha. Thì đây là bé Lớ, bé Nết với bé Nai mình. Trời, con tội nghiệp quá vậy. Thì mình có nói với cả nhà mình trong cái buổi live hôm qua ha. Bạn Thùy nhận nuôi, chia sẻ được như là phụ với mình, chia sẻ cái gánh nặng trước mắt cho mình là về bé Lớ bé Nai. Thì mình sẽ ủng hộ vô bò. Thì là 10 triệu. Thì mình không dám hứa trước với cả nhà mình, không biết là cái bệnh tình của bà xã mình nó như thế nào sau khi mổ, và mổ lần 1 và mổ lần 2 và mổ lần 3, nó ba thứ mổ rồi, thì đâm ra là cũng không biết trước được như thế nào. Nhưng mà thật sự mà nói, nó kêu phải rờ, hai bé rất là theo mình, thật rất là xúc động cả nhà ha. Nhưng mà mình ráng cố gắng là có thể là nếu mà đón bé về luôn, nuôi luôn giống như cả nhà mình nói là giờ gửi tạm cho bạn Thì là mai chiều đón về nhà lại, nếu mình có khả năng mà sức khỏe bà xã mình bình thường á, mình đón bé về, còn không là mình dẫn lên thăm bé thường hơn. Thì á là bạn Thì giang tay chia sẻ cái gánh nặng với mình, thì giống như hôm qua mình nói là phụ lại với bạn Thì là 10 triệu ha cả nhà ha. Giờ mình giờ anh đưa nè, 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu 5 triệu 6 triệu 7 triệu 8 triệu 9 triệu 10 triệu. Rồi, cái đó là 10 triệu này, là 10 triệu này là anh phụ với em là nuôi bé Lết với bé Nai. Thì nói với em vậy ha, bé Lết bé Nai là hầu như là cả nhà anh với lại là khán giả ai cũng đều quan tâm đến hết, rất là nhiều quan tâm, rất là đặc biệt. Đặc biệt nhất đó là chị Lê Hồ và chị Nancy Hồ. Muốn nhắn gửi cho em là chăm sóc cho bé, đặc biệt giùm hai bé, nhưng mà đặc biệt nhất là bé Lết, để sức khỏe bé Lết ổn định rồi để đón bé Lết đi Mỹ. Tại vì bé Lết là chương trình bé Lết với lại bé Út Siêu Nhanh á, là được chị Lê Hồ và Nancy Hồ đón đi Mỹ. Thì là bé Nai thì cũng thương, nhưng mà ví dụ bé Nai thì trong không có trong cái tầm cái danh sách mà đi Mỹ, chỉ có bé Lết thôi. Thì nói chung là hai bé nào cũng đặc biệt, nhưng mà là nói chung ở đây đứa nào mà nó kém may mắn hơn là em cưng tụi nó nhiều hơn. Tại vì tụi nó không có được như những đứa bình thường, thì giống như con người mình cũng vậy, cho nên em rất là cưng. Mà những đứa này nó khôn lắm, nó biết thân phận nó lắm, trợ nghiệp lắm. Rồi chị Lê Hồ với chị Nancy Hồ á, và tất cả mọi người á, trong kênh, khán giả trong kênh của anh đều muốn em á là chăm sóc đặc biệt giùm hai bé này giùm anh. Thì nói chung là anh sẽ đến thăm hai bé thường hơn ha. Ví dụ như cũng mong là Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước có thể là thương hai bé, hỗ trợ phụ với bạn Thì chăm lo cho các bé với mình hay cả nhà ha. Còn không phải là mình giao một cái đêm, mình cứ như là cái hoàn cảnh thật sự là đang bắt buộc gia đình mình rất là khó khăn. Bò mẹ nói con nghe hả bò. Kinh tế hay cả nhà ha. Thì bây giờ là cũng mong là bạn Thì là hỗ trợ với mình, là chia sẻ cái gánh nặng con lo bé Lết và bé Nai nhiều lắm. Rồi em xin đại diện chủ kênh cảm ơn anh Hoàng Ngọc Lễ ở Mỹ rất là nhiều ha, đã hỗ trợ cho bạn Thì là 200 đô, và bạn Lan Quỳnh ở Mỹ hỗ trợ cho bạn Thì 100 đô, và bạn Nguyệt Quế và mẹ bạn Nguyệt Quế ở Mỹ gửi cho bà Thì cũng là 100 đô. Thì hôm nay Siêu Nhân đã đem đến phần quà yêu thương của nhà mình cho bạn Thì rồi. Mình xin đại diện chủ kênh cảm ơn anh Hoàng Ngọc Lễ và cảm ơn bạn Lan Quỳnh và cảm ơn bạn Nguyệt Quế và mẹ bạn Nguyệt Quế rất là nhiều ha. Và cũng không quên cảm ơn bà mẹ nói không nghe hả? Rất là nhiều. Sao vậy? Cảm ơn cả nhà mẹ giận nhà á mình là nha. Rồi mình cũng xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn ha, trong và ngoài nước cũng là yêu thương gia đình Siêu Nhân, gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình Siêu Nhân và đồng hành cùng với gia đình Siêu Nhân trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Xin chúc cả nhà mình luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống ha. Hôm nay Siêu Nhân clip này quá dài rồi, gửi bé Lết bé Nai vô nữa Siêu Nhân không có quay ở phía sau đó cả nhà ha. Ở phía sau là về còn
một số số bé chó và một số bé mèo nữa, nhưng mà siêu nhân là hôm nay cái clip này dài quá, siêu nhân chỉ quay khúc trước về bé lớn bé này thôi. Nhà bà vừa liệt vừa mù nữa mà bà chơi cưng không đó. Quá vừa liệt mà còn mù, nên nay lớn được như vậy rồi đó. Hôm anh tới nó có chút xíu không. Rồi, một lần nữa em xin đại diện chủ kênh cảm ơn anh Hoàng Ngọc Lễ rất là nhiều nha, và cảm ơn bạn Lan Quỳnh ở Mỹ, và cảm ơn bạn Nguyệt Quế và mẹ bạn Nguyệt Quế rất là nhiều. Xin chúc cả nhà mình là luôn luôn được nhiều sức khỏe nha. Ngọc Lễ và chị Lan Quỳnh và chị Nguyệt Quế và mẹ chị Nguyệt Quế. Đúng rồi. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Ôi. Xin clip lại cho nhà ha. Cuối clip xin chúc cả nhà mình là luôn luôn được nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt cả nhà đi, mình đi dê gái hả? Con đi dê gái hả? Dê gái bị nó chửi hả? Hả? Đi dê gái bị nó chửi hả? Hả? Ồ. Mày chê ông già. Mày ý mày đẹp mày chê ông già hả?